Sau khi ghi nhận ca mắc COVID-19 vào chiều ngày 29 tháng 6 là người nuôi bệnh, Bệnh viện Đà Nẵng lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện, nâng mức độ phòng chống dịch. Đồng thời các hoạt động khám chữa bệnh vẫn tiếp tục diễn ra bình thường. Hiện bệnh viện đang tiếp nhận điều trị nội trú cho hơn 1.100 bệnh nhân, giảm khoảng 50% so với trước đây. Ngoài ra bệnh viện hạn chế tối đa người nhà vào chăm nuôi người bệnh để hạn chế nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Hiện các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố đều được hướng dẫn, tuân thủ và thực hiện đầy đủ các biện pháp khám sàng lọc, tiếp nhận, xét nghiệm những trường hợp có nguy cơ. Ngoài thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, các bệnh viện bắt buộc phân luồng để sàng lọc.